Hôm nay gia đình tôi tổng vệ sinh rồi nha. Mình dọn dẹp ở phía sau này cho má Tú nè. Lấy hết củi rồi lấy hết gạch, hết rác, bỏ dọn gọn cái ở phía sau này lại. Giờ mình dọn về chuồng gà. Mang đi ở đâu không? Đây chuồng hồi anh toàn nuôi thỏ mà này, không nuôi nữa. Mình dẹp nó ra một bên, mình chắc củi vào để mùa mưa mình chậm. Cái vàng hoa đậu biếc này á, bây giờ nó già nó cẩu rồi nha, nên hôm nay tôi sẽ gỡ hết mấy cái già già xuống, xong rồi để má tôi trồng cây mới lên. Hôm nay chắc là trồng bướp hay là trồng khổ qua gì đó, trồng bầu cũng được, tại vì đậu biếc này nhà tôi ít ăn lắm, trồng cho nó đẹp thôi à. Bây giờ nó già hết rồi, hôm nay mình cắt hết mấy dây rồi mình giữ lại cái vàng để mình trồng cây mới vào. Bảo bảo chơi mấy cái hạt của cây đầu rồng. Ủa, cái lông đậu trưởng đại rồi, cái đậu rất là lớn. Đúng. Nó lão rồi sẽ có. Cái này có thể trồng được bao nhiêu năm? Có. Tôi trồng khổ mà. Hả? Tôi trồng kiêu. Hạt đầu rồng hả bảo bảo? Tôi trồng. Đó. Bây giờ mình dọn cũng sắp xong cái vàng rồi. Giờ tôi lấy cái chổi xong cái tôi quét. Còn mấy cái chậu cảnh đây nè. Bây giờ bơm mấy cái chậu cảnh. Anh Toàn với chồng tôi sẽ bơm mấy chậu cảnh lên sớp trên đây, để dưới đó má có đất má trồng thêm ít rau. Tại đây nó dẹp nằm rồi, nó có mấy cái mét nó dính. Một, hai. Hả? Bà bà quên con chó kìa mà. À, là con chó đi hả con? Con chó kìa. Con la đi, con la đi. Nay con không sợ con chó nữa bà bảo. Đây, bà bảo la con chó không bà của chú ơi. Đi, con nói đi, con nói con chó đi đi. Đâu, con nói sao? Chó đi. Nay con không sợ con chó nữa hả? Con chó đi.
Thì em chỉ đã cho ba cái cho làm công chuyện rồi. À, thì họ đây. Câu là dính cá lớn câu được mà. Nè. Câu được cá lớn là gì? Cột bây giờ mớ lử đấy anh. Có gì còn lấy dù lại cột luôn câu. Được 20 cần à, chắc anh à, điểm mình điểm có dính luôn. Dù 10 cần này đường nào không có là ít nhiều à. Cá lóc anh an toàn. Cám này là dính cá lóc, hoàn có dính con gì khác. Con chó nó đi rồi mà. Nó đi mất cái này, nó đi cửa nó chứ. Có mèo, có bà, đủ có. Con cậu ba đây mà. À, cái ghế hả? À, con muốn cái ghế hả? À? Vô trong nhà, bà bảo đi vô trong nhà lấy cái ghế. Ông bảo không vàng quá, không vàng. Đi, vô trong nhà lấy cái ghế đi. Vô trong nhà. Cho đèn gạo, bún bạch, quên. Chó. Đồ mẹ đi chỗ đấy, mẹ đi chỗ. Chết rồi. Chết rồi, cho đèn này nữa. Ôm đầu tới. Nó rú nó tới nhà con nó chơi mà. Nó làm đàn. Chó nó tới nhà cháu nó ở mà. Giòn cho cái nó đàn. Cái mày dắt mày tế danh thành hả nha. Bố không không ai mà đúng biết à? À đi. Con thấy bà dí con chó không? À, con ngồi chỗ bà. Chỗ bà làm cho đúng gì được? Con ngồi gì xa đó, rồi con ngồi xuống, rồi ngồi đây cho mát. Rồi. Ngầu lớn nhất dài nữa thôi tí. Ngầu viên kia nè tí. Rồi. Ba chạy cuối nha. Vừa tắt nữa nó cả sợ. Cái khẩu em tắt. Ra ra cho chó quật. Khơi là đậu không? Nung tung xi vào. Đau cả bụng rồi. Tại vì con bé nhà Tú nó sợ con chó. Mà mấy con chó cứ tới nhà Tú nó cho hoài à. Con bé nó sợ à. Con sợ không? Con sợ hả? Cái biểu cảm của bảo buồn cười. Bảo bảo con tránh xa là bà. Chịu không à, bà bà. Ủa lại. À, không sao, con vịt mấy mới gì đâu, không sao đâu. Này cứ mua thủ chạy tung rồi con. Thế này cứ mua thủ rằng hồ mà tha sa chi. À, đây. Nãy cơ mũ thấu tuệ. Đây. Ồ, 6 giờ rồi. 6 giờ ở chỗ tôi bây giờ để Phát Thanh nói rồi nha. 5 giờ rưỡi bắt đầu nói. Nó tiếc là 6 giờ rồi. Lào Cung. Lào Cung à. À.
手套。哎，你手套真好，都是动物。那个我妈的手套呢？我没有，这边没事，撞上吧，小心手。Giờ mình đang hầm cháo. Tối nay gia đình Tú ăn cháo vịt phi canh rồi nha ơi. Hôm nay gia đình đông đủ rồi nha. Đó, má Tú làm thịt này. Làm hai con vịt xiêm. Quá trời thịt luôn. Anh hai, anh Toàn đâu rồi? Anh Toàn đi đâu nữa? Toàn đi lái ly rồi. Lái ly uống bia. Đây. Mẹ Tú nói phi canh rồi mẹ không dám. Em nghe được tiếng Anh rồi. Nhìn mất sân. Không ăn được. Không ăn đâu. Nên danh vua. Thành vua chắc năm này có tái á. Thấy này thấy bầu bầu đấy. Vua hút được chịt năm vua bự đấy. Chịt nhì em rách cái thuốc hộp đó. Tôi cho nên chết ở tùm lum nữa. Mình này đắt nổi chứ không nóng đâu. Mình nóng mà nóng mà thổi con. Nóng mà thổi con. Cây trên con ấy là người cho. Coi gió nhỏ áo. Cái đêm anh giỏi chứ đã đổ áo nha con. Bạn con hay cũng cầm này à, đập tivi rồi con là con hơi bị xiêu to lì cũng nhà hết mấy lòng bia giờ cũng là nhà bia còn đang kia này tha số hà vô hình luôn cũng nhà hết này nha đừng đỡ gì bữa giờ giờ ông uống toàn Pepsi Coca không à này muốn bia hả này cũng biết sao này nó nhiệt rồi quá không bỏ bia. Bữa nay không uống bia nữa mà này toàn uống nước ngọt. Cứ mấy bữa giờ là một lốc nước ngọt kìa. Nước ngọt nhiều quá sau này nó đâu có thấy không. Ở đây không uống thì cũng nhiều bên cũng uống à. Bằng đá nước ngọt là làm. Ông bán quán mà ngày nào ông uống đâu sao cấm được nè mà. Chị xuống tiếp cái cửa cho mình. Dạ. Mà thầy ăn đó nè. Mama. Dạ. Này đã có thằng nào bạn nè. Dạ. Kêu mà dạ. Mà em nói bữa tiết em thích uống bia Quy Nhơn. Quy Nhơn bữa anh uống không uống hết rồi, tại đem trà rồi. Nhưng mà cũng Quy Nhơn dở uống nè. Quy Nhơn nó ngon ngót luôn dở quê. Dạ. Cứ mỗi lần xuất hiện video là đâm chuối rồi. Anh Toàn tôi nói vậy. Hôm bữa dịp Tết về còn đâm chuối, bây giờ về lại còn chặt chuối. Đúng rồi. Bữa nào có mặt an toàn là có chặt chuối. Ồ cà rem. Cà rem nha, mú nè. Đấy con của an toàn. Cà rem. Cà rem. Ý nó chín rồi á, cái kia nó chín rồi. Chín rồi. Đây à, đứa tối nay là giờ nó bờ chứ có không? Có tấm mình không? Nó nghe mùi thơm chín rồi nó. Ăn. Hôm bữa chú Bà Hương á, má cũng để cho nó ăn hả? Đây là bếp nó dẫn mất cái. Tối nay anh hai giờ sớm quá chứ không? Rủ anh hai đi bắt cá. Đường được anh Thái đi xuống sao nó chưa lâu dữ ta? Chưa năm trước tới năm nay ạ. Rồi xong rồi. Anh nữa. Rồi ok. Nó mẹ đây này đó hả? Chị cô đi đây coi dạo ba nấu ơn đây chuối cơm 2 4 6 8 10 đủ chảnh luôn á 10 nhánh luôn anh à. Dạ vừa à. Ngon quá nhớ mà ai nhớ mà anh hai anh mua sinh tố đi anh mua nào vậy anh bói vậy ăn cháo no rồi mà ăn sinh tố gì nữa chó hai bắp cái gì nữa em ăn sao mà về xin tốn mua đâu vậy mua ăn thắng em hai bắp cái gì vậy em ba điều gì à cái đâu đấy thấy má bà đi Gia Lai bà đi chơi mấy bữa bà đi gì à má bà đi du lịch mà má đi chơi với hai không con đi chơi với cậu không đi chơi với cậu hai không con đi chơi với cậu không con đi với mẹ hả thì sao cậu hai mua vé con chịu mày con lần nào con khóc la để hử coi tivi đấy nói nghe nó đánh ông láng liền à nói sao mày vé cậu hai cái để đánh ông láng có tivi mày có tivi mà ừ, đang có tivi á thế có tivi à thế nào cà rem
Cả đêm đi ngủ. Mới gì con? Mới xì nó đấy. Đưa cả ba mới xì nghe. Với cậu mở mua mà không chịu mặc là không chịu mặc. Xì con là kỳ. Thích mặc đồ dáng gì? Thích mặc đồ dáng gì vậy á? Hả? Một cái lớp cái thôi. Cái gì? Mà cho em mới mua. Chứ cho em mua đâu, có đến nó đuổi ra nhà em. Gà, bà đuổi gà ra bà lấy. Đánh điện cho. Nó thích gì bà vào cho gà. Nhưng mà có 5.000 cái mà đánh mới lấy mình. Mà nó mà tính như cái đấy anh cũng bệnh rồi muốn nghe. Còn thích anh thì muốn xào hơn á. Cái đấy chỉ có làm công chi, kim chi mà ngon. Cái đấy nó đâu ngon luôn mà. Cái cuốn này làm kim chi. Cái đấy kim chi mà ngon chứ còn. Lấy tàu leo. Đâu, ba nhé. Bà nấu hay tiếc của đợt. Còn cái giấy. Lấy cái này, này đẹp cái nè. To, bón rồi. Hai nhánh lớn. Không, nó đẹp quá nè. Hai nhánh lớn. Quay xe quên nè. Đó, này nó thiệt đẹp. Ừ. Đó mày khen nè. Nhíu leo. Cái gì? Xin bắt hai. Cái miệng đâu? Bà bảo ơi, con ra chào cậu đi. Biếu nó không làm gì đâu. Nãy giòn giòn giòn. Giờ buồn ngủ không chịu làm. Biếu chào bắt hai. Chào cái bình nữa nha. Con ra chào cậu hai đi. Đây, con chào cậu hai đi. Bye bye bác hai nhớ. Cả chim. Ôi, già búa, bà quýnh á. Có cất trong nhà luôn anh Thuận. À, con bắt trước nữa thì anh Hơn. Ui, cái bắt trước con đấy. Nói bà, cậu hai về nha. Đây, anh ghế đây, anh đi. Bà rửa chén. Bắt chú nha, chắc lượng hơn. Bắt chú nha, chắc lượng hơn. Bắt nào, bắt nào. Ở đó 30 tháng 4 ấy, cậu hai dẫn chị ấy à. Dạ. Đi học nguyên chủ nhật nó học ấy. Ừ, nguyên chủ nhật bên đây. Nó đó này có chưa? Nó thứ bảy nghỉ à, thứ bảy học cái mà chủ nhật này. Hôm nay có chưa? Ai nó đi bao đi biết rồi gì không? Tôi là nó đi học luôn rồi. Chờ tao 30 con có ở tao 30 tháng 4 không? Tháng 4 20 ngày nữa. Không mẹ. Chỗ nó nói không nó lắc đầu kìa này. Ừ. Nó nói không kìa, nó nói đi về nậu kìa. Đi về nậu hả? Ba. Hả? Chạy cho nó bye bye. À bye bye cậu, bữa nay cậu về gọi cho nha. Đưa cho bạn nào. Bây giờ ba anh em Tú đi bắt cá rồi cả nhà ơi. Tới nơi rồi đây cả nhà ơi. Hôm nay anh Toàn sẽ dẫn vợ chồng Tú đi câu cá lóc. Cắm câu cá lóc. Lúa này bắt đầu trồng trồng rồi. Đẹp không? Tóm trôi luôn cháu ra nhìn đẹp quá. Anh khỏi bắt cái đời đấy em. Đây, đường ruộng nó đi vô. Đường đi vô chỗ cái cá này à. Nè. Ủa, cái mà tỏ. Thì. Có tỏ tỏ tỏ. Ủa, em không biết đâu. Cái gì tôi tỏ được rồi. Thế khó chẳng à. Thì. Đĩa này cả nhà xem này, hoa lục bình rất là nhiều luôn. Hả? Đây. Ồ, trưa. Hồ có này. Lục bình rất là cao, rất là nhiều luôn cả nhà. Mọi người nghe tiếng ếch nhái không? Đó, buổi tối á. Buổi tối mình đi ra đồng á, ồ, ếch nhái nó kêu râm rang, cả tiếng dế nữa. Tiếng dế kêu. Ở chỗ Tú đây người ta không có ăn lục bình cả nhà. Như ở trong miền Tây hình như là cái bông của cái cây lục bình này họ ăn lẩu á. Nhưng mà ở chỗ Tú thì họ lại ít ăn. Đây. Anh Toàn Tú là thả chỗ này thả. Thả tiếp một cái cần. Chắc chắn sẽ có gì. Tôi cũng không biết. Tha xua, ý kiến tha nung qua đều có rồi. Đừng hồi hồi, chúng mình. Chắc bộ đồ 12 điểm mà, chúng mình qua lại xem một xem. Được. Được, xem xem. Nếu có dư thì chúng mình sẽ đi nhà. Được. 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 Tiêu gì thế? Nó giờ thấy câu kiểu đó chưa? Chưa. Anh mới nói ấy. Anh nói là lần đầu tiên thấy như này là biết thêm, mở mang thêm kinh nghiệm.
biết thêm một cách câu cá. Mình không cần phải chờ. Bù dung làm phi sự diễn đại trơ tận. Có lần nó cháy, có lần nó tự anh cho nó cháy được. Ở đây có cái lớp coi có khi lên mấy ký mà. Vậy bầu đây mình câu được không? Có ai tới câu à? Có nhá, nó câu mua đấy không? Phải mượn nó. Anh móc sao nó rớt mất kêu à? Giờ ảnh đi đặt xong rồi, khuya tầm 11, 12 giờ mình vô mình coi thử có cá dính không ha. Giờ về thì hai vợ chồng Tú lại tiếp tục đi bắt ốc, bắt cá. Đây, Tú mới bắt được một con cá rô phi nữa này cả nhà. Đó. Giờ đem qua bên kia, chỗ đó cái đường này nè. Nay ở chỗ Tú người ta làm đường mương, họ đều xây bê tông như vậy cho nên là mình bắt ốc bắt cá nó rất là tiện luôn, chỉ cần lấy cái vợt đi là có cá, có ốc à. Hồi trước thì người ta vẫn làm bờ bằng đất, người ta đắp đất lên thì cỏ nó mọc nhiều á, cho nên bắt ốc mình phải lội xuống dưới, còn bây giờ cứ mình đứng lên thành bờ thôi. Ồ, hào ta là phẳng sao. Quan trọng là đối với nhau, các bạn sẽ biết. Ừ. Thật là đẹp. Ồ. 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 Ồ.哇、wow, 我刚看我还以为是个石头，我一看它动，我操，是个螃蟹，我太大了，真太大了，这个这应该是我到这以来抓的最大的一只螃蟹。对，我们叫那个石头啊，螃蟹太大了，你看，我的天、这个家属应该能加流血。我老公厉害，总都安利跌过中间了嘛，俺có một niềm đam mê bất tận với việc đi bắt cá。ô ô con cua nóCon cua nó bò ra ngoài rồi. Ui, con cua nó bò ra ngoài rồi. Cái xô này là nó thấp quá. Đây là nhà mới bắt được một con cá chốt nữa. Hôm nay đầy cua là cua rất là bự luôn. Cá thì không có nhiều bằng bữa trước. Nói chung là cá nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cũng ok rồi cả nhà. Sau cũng này khang một trò lì cua dưới căng xài nhìn nhạc dù nó cứ khổ sự nó cứ bây giờ bắt đầu về nhà rồi ha cả nhà ơi.